Caritas Philippines phản đối Nhật xả nước phóng xạ từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra đại dương. Giáo hội Công giáo ở Philippines thông qua tổ chức bác ái Caritas đã phê bình quyết định của Nhật Bản xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương. Đức Giám mục Jose Colin Bagaforo của Kidapawan, Chủ tịch Caritas Philippines, nói rằng quyết định này là một canh bạc liều lĩnh với sức khỏe và sự thịnh vượng của con người và môi trường. 12 năm sau trận động đất và sóng thần lớn làm hư hại nhà máy năng lượng Fukushima vào năm 2011, từ ngày 24 tháng 8, Nhật Bản bắt đầu xả nước thải đã qua xử lý khoảng 1.000 bể chứa, hơn 1 triệu tấn nước phóng xạ đã qua xử lý sẽ được di dời khỏi địa điểm này như một phần của quá trình ngừng hoạt động cơ sở này và thải ra Thái Bình Dương. Chính phủ Nhật Bản cho biết toàn bộ quá trình xả thải sẽ mất khoảng 40 năm. Đức cha Bagaforo bày tỏ tình liên đới với các giám mục Nhật Bản và Hàn Quốc khi chỉ ra mối quan ngại và phản đối kế hoạch xả nước phóng xạ xuống biển. Ngài nói, chúng tôi kêu gọi chính phủ Nhật Bản xem xét lại quyết định của mình và tìm ra cách an toàn và có trách nhiệm để xử lý nước bị ô nhiễm. Đức cha cũng kêu gọi chính phủ Philippines ngưng thúc đẩy các luật tiến hành các dự án điện hạt nhân được đề xuất trước những tác động tiêu cực không lường trước được của vật liệu phóng xạ. Ngài nói, năng lượng hạt nhân không phải là lựa chọn an toàn và bền vững đối với Philippines. Có lẽ đây là lời cảnh báo của chúng tôi rằng năng lượng hạt nhân vẫn chưa phải là giải pháp khả thi vì người nghèo và vì môi trường. Đức cha kêu gọi chính phủ và các bên liên quan khác đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo mà theo ngài là tương lai của hành tinh chúng ta, và đó là cách duy nhất để bảo đảm một môi trường sạch sẽ và lành mạnh cho các thế hệ tương lai.